triệu đồng. Ok, chào mừng các bạn đến với chương trình Ngạc nhiên chưa. Kính thưa quý vị khán giả, chương trình Ngạc nhiên chưa được phát sóng vào lúc 19 giờ tối thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Thưa quý vị, chương trình do đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp của công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Wow quá. Sao wow? Tự nhiên cái em phải cố gắng, em phải làm hết nhiệm vụ em rồi em mới nói cái chuyện wow này. Sao wow, mắc gì wow? Mình đã dẫn chung với nhau bao nhiêu số rồi. Mình chơi với nhau từ cái thở gọi là nằm nôi. Mình đi làm cũng làm chung với nhau rất là nhiều. Đến ngày hôm nay mình dẫn chương trình này cũng rất là nhiều số. Mà tại sao cứ tới ngạc nhiên chưa là anh phải ngạc nhiên chưa? Đúng rồi, tôi cứ tăng vậy là mình vô là dày liền đúng không? Đúng rồi, vô là ngạc nhiên chưa. Còn anh là phải dày một cái là anh mới dày. Không trùng khớp. Không trùng khớp, nhưng mà Mika mình phải nghĩ lại cái thời là mình mới vô trường. Chứ lúc em nhớ không, em từ nhỏ Đồng Tháp lên đó. Lúc cái mà thơ... em dơ dơ phèn phèn đấy không? Lúc mà em dơ dơ phèn phèn đấy không? Ý anh cứ dơ anh. Anh ở Đồng Nai lên đó. Ở Đồng Nai lên. Cái lúc mà cái đầu anh còn bơm sờm. Bơm sờm mà cái máy anh máy duỗi ở đây. Lúc này anh uống lên, anh lật ngược lên cái. Trời ơi, vô trường hả? Không ai chơi với anh, nhưng mà chỉ có Buka mới chơi với anh thôi. Rồi cái lớn lên, cái hai đứa mình vừa thi game show bắt đầu tìm kiếm danh vọng, em đúng nhớ rồi. Không? Xong rồi mình đến đây, rồi mình làm MC chung. Kiểu mà giống như là mình là một đôi bạn cùng tiếng ha. Đúng rồi, bây giờ nếu như mình không là chung nghề với nhau, chắc chắn là anh sẽ lấy em làm vợ. Ủa? Bây giờ thân thiết mình hiểu nhau quá mà. Anh ơi, hả? mình bỏ câu này được không? Thôi vậy. Lỡ mình ghen. Ghen không? Ghen. Không, nói chung là mình gắn bó nhau nhiều khi anh gặp em nhiều hơn Quỳnh luôn đó. Đúng rồi đó. Hả? Tại vì tối em về anh ngủ là Quỳnh đã gu con ngủ rồi. Đúng. Cho nên sáng anh dậy anh đi chứ Quỳnh chưa thức nữa. Nói chung là chúng ta là đôi bạn tri kỷ với nhau. Đôi bạn cùng tiếng. Bạn thân ơi, duyên số sinh ra chúng mình. Này hát bài gì lạ vậy? Bạn của em đi, bạn của em đi. Bạn gọi tên tôi như bạn thân hỡi. Có tôi luôn cùng chia sớ. Để rồi ta lại có thêm niềm. Anh lúc cái gì mà lúc hoài á? Lúc bấp ngã, chưa chung đó hả? Chưa. Nói chung bạn thì bạn nhưng mà chưa hợp nhau lắm. Chưa hợp lắm. Nhưng mà không hợp chúng ta vẫn ở chung một ngôi nhà. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng về ngôi nhà tam giác. Ồ, ngạc nhiên chưa? Ôi, tại sao lại nói về vấn đề bản thân vậy? Tại vì ngày hôm nay đến với chương trình Ngạc nhiên chưa sẽ có một đôi bạn cùng tiếng. Và bạn đó là cũng từ thời chưa có gì trong tay. Gặp nhau trong một cái chương trình đó rồi kết nối với nhau. Xong rồi chơi thân với nhau, tri kỷ với nhau cho tới bây giờ. Rồi xin mời đôi bạn tri kỷ cùng xuất hiện ạ. Xin mời. Chào mọi người, mình là Trương Mỹ Nhân. Mình làm rất là nhiều nghề. Kể ra. Kể đi em, anh kể đi. Ừ. À, mình làm diễn viên, người mẫu, hoa hậu, á hậu thôi. Làm gì nữa ta? Làm mẹ bỉm, hiện tại bây giờ đang làm mẹ bỉm. Em xin gửi lời chào đến hai MC nhí nhố của Ngạc nhiên chưa và các khán giả đang xem truyền hình. Thì mình là Tú Hảo, lần đầu tiên đến với Ngạc nhiên chưa và mình chưa có con và mình cũng chưa làm mẹ. Mốt gì chỉ cho, không sao đâu, dễ lắm. Bây giờ chúng ta sẽ chia đội để mình cùng nhau chiến đấu ở cái chương trình Ngạc nhiên chưa này. Rồi, Mỹ Nhân bây giờ không biết là em thích ai, em thích đội của ai, quên, chúng ta kỳ. Trời ơi, em chồng sợ có nha. Con rồi. Em có con rồi, nhưng mà dù sao thì em với chị Buka cũng đã biết nhau trước rồi. Anh Lâm thì em chưa bao giờ làm việc chung cũng như chơi chung. Nhưng mà mình có một cái chung đó là mình có gia đình, có con rồi. Cho nên hôm nay em thử đổi cảnh. Đổi cảnh. Đổi cảnh. Xem cái cảnh của em với anh Lâm nó có phù hợp không, khi mà hai tụi mình có một cái điểm chung là cùng có con. Có con là thế nào nó rối rắm nha em nha. Nó sửa tả đồ này nọ cho nên cũng hơi rối rắm cuộc đời. Nhưng mà mình hiểu được nhau một đúng. chút. Vậy thể về bên anh Mỹ Nhân. Đó. Vậy thì có em còn lại là chị Buka. Hãy về với chị. Sẽ bước vào vòng 1 của chương trình Ngạc nhiên chưa. Vòng 1 đoán từ khóa. Sẽ có 4 từ khóa lần lượt hiện lên trên màn hình. Nhiệm vụ của người chơi sẽ phải gợi ý cho đồng đội của mình đoán được từ khóa đó bằng cách nói từ ghép, từ đồng nghĩa hoặc tương đương. Mỗi từ khóa đoán được sẽ được 1 điểm. Luật chơi rất là đơn giản. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với từ khóa đầu tiên. Em ơi, Lâm lên trước ha. Lên. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với từ khóa đầu tiên. 1, 2, 3. Lội. Bơi lội. Yeah. Trời ơi, sao em có thể nghĩ ra cái từ lục lội được ta? Lục lội. Sao em
nghĩ là lục lội vậy. Là tâm lý bà mẹ đó, nhà con hay lục lội đó. Và đáp án chính xác đó là bơi. Chúc mừng. Vì có đồng nghĩa với đội Tú Hảo và Buka đã đem về một điểm đầu tiên. Xin mời Tú Hảo và Mỹ Nhân chúng ta sẽ lên vị trí. Quay quay xuống trước. 1, 2, 3, quay lại. Chạy về. Sung. Này đầu tiên nè, sung. À, túc. Sung. Sức. Tự nhiên cái sung mà không có từ khác hả? Mê. Mê. Mê gì trời? Mê đắm. Tự. Tự. Tự mãn. Ờ, xương. Xương. Xương sáo. Sung. Sung sướng. Yeah. Em thức chậu anh quá. Em thức chậu anh luôn, lắm luôn ấy. Và đáp án chính xác là sướng. Và đội của Tú Hảo và Buka đã ghi thêm được một điểm nữa, xin chúc mừng. Chúng ta sẽ đến với từ khóa tiếp theo. Chỉ chỏ. Hấp. Hấp. Hối. Dắt. Dắt hả? Cái gì dắt đúng không? Đúng rồi. Dắt dắt. Dắt cái gì trời? Co dắt hả? Co dắt. Đường. Chỉ đường. Nhìn anh. Hấp. Hấp dẫn. Trời ơi. Đúng không? Đúng rồi. Cái từ hấp là dễ nhất luôn. Nãy giờ em nghĩ tới đồ ăn là hấp không mà. À, anh nói dẫn dắt á hả? Ờ, dẫn dắt. Hấp dẫn đó. Em cái này là do em suy nghĩ ra hay em thấy anh hấp dẫn cho nên em trả lời vậy? Thấy anh hấp dẫn cho nên em trả lời vậy? Em thấy anh cũng ngon ngon cho nên là ngon. Em cũng nghĩ ra được từ đó. Đó là gia đình có vợ, có chồng, có con. Dạ, và từ khóa của chúng ta đó là... dẫn. Và đội của Lâm và Mỹ Nhân đã mang về một điểm ạ. May quá. Chúng ta sẽ đến với lượt tiếp theo, xin mời. Hai bạn quay lại. Chạy về. Chạy, chạy, chạy đi em ơi. Ủa bên này nó bị gì vậy? Bên này bị hư rồi hả? Thôi kệ, không sao đâu, chơi đi, chơi đi. Bên này bấm trước mà không bao giờ được trước, thôi kệ đi, chơi đi. Giữ. Gìn giữ. Giỏi. Giỏi. Giận. Giận. Giận giữ. Giận giữ. Giữ chứ không phải là giữ đâu. Em giữ rồi. Và đáp án là giận. Chúc mừng đội của Buka và Tú Hảo đã ghi thêm được một điểm nữa. Tổng kết ở vòng 1 thì qua 4 lượt chơi thì đội Buka và Tú Hảo đã đem về cho đội mình 3 điểm. Xin chúc mừng. Và đội chúng tôi mang về chỉ 1 điểm mà thôi. Và bây giờ chúng ta cùng đến với vòng 2 của Ngạc nhiên chưa. Chúng các bạn đang quay lại với Ngạc nhiên chưa. Vòng 2, họa sĩ tài ba. Lần lượt các thành viên trong đội sẽ chọn một cụm từ bất kỳ và thể hiện cho đồng đội mình đoán thông qua hình vẽ. Mỗi cụm từ đoán đúng sẽ giành được một điểm. Riêng lượt cuối cùng sẽ có hai thành viên của cả hai đội lên vẽ. Đội đoán đúng sẽ giành được 2 điểm. Hiện tại là mình đang thua đấy em, cho nên phải cố gắng lên nha. Không sao, ở nhà em vẽ tranh cho con em hoài. Lại là con ha. Lại là con, mở miệng ra gì cũng kết nối với con hết. Ê, vậy cho anh trước nha. Dạ, cho anh trước luôn. Hey.
Cái pháo đi em. À, bốn từ, đây là một món ăn. Rồi dễ đi cưng. À, cá kho gừng. Cá, cá kho, cá hấp. À, cá hấp xả. Cái chéo là gì trời? Cá ươn chú cá, cá, cái chéo là gì vậy? Cá lửa, a à, lửa, cá nướng. Cá nướng mọi. Cá nướng chui. Cá nướng chui. Bào, a à, cá nướng đất sét. Cá nướng nồi đất. Cá nướng giấy bạc. Cá âm măng. Cá nướng giấy bạc. Cá nướng giấy bạc. Đúng rồi. Đợi mình mà cảm ơn nha bé, cảm ơn. Trời bé ơi. Nãy giờ em không có nói gì luôn, em vừa mới mà nói nghe nè. Được, em nói mà anh nghe được. Sao vậy? Ủa? Cảm ơn em gái nha. Và cá nướng với bạc đã bán chính xác. Như vậy là đội chúng tôi đã mang về một điểm, bây giờ sẽ là lượt tiếp theo. Xin mời. Chị muốn chọn số nào em cho chị chọn luôn. Rồi, chị chọn số 2. Đây là tên của một món ăn vặt. À, nhanh, 5 từ. Ăn vặt, năm từ rồi hả? Vẽ đi em. Không biết vẽ luôn á. Trời đất ơi. Cái đó cái gì á? Cái gì á hả? Bánh mì thịt nướng. Bánh mì thịt nướng cay. Bánh mì thịt nướng. À, cái đó cái gì? Cái giỏng hả? Bánh mì thịt nướng tiêu. Bánh mì thịt nướng gì? Em vẽ đi. Em vẫn vẽ nè. Vậy không biết vẽ sao luôn. Năm từ hả? Bánh mì thịt nướng mọi. Bánh mì nướng nguyên không? Không có từ thịt đó chồng. Không có từ thịt, hồi nãy chị thịt. Ờ, nãy chị thịt. Chị tự chế. Chị em không có vẽ cái thịt. Và đáp án chính xác là bánh mì nướng muối ớt. Chúc mừng đội Tú Hảo và Buka đã ghi thêm được một điểm. Số mấy em ơi? Số 1 anh ơi. Số 1 em ơi. Trời ơi, đây là một câu thành ngữ. Trời 1, đất ơi. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ghê vậy. Trời ơi. Qua đây. Thôi xong tôi rồi. Quả cam. À em biết rồi. Biết luôn rồi hả? À, quả quýt dày có móng tay nhọn. Đọc đọc lại câu coi. Trái quýt dày có móng tay nhọn. Vỏ quýt. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Đó là chữ quả hay gì? Ta vẽ nguyên quả quýt. Dạ, đâu vẽ cái vỏ quýt đâu. Rồi bây giờ vẽ cái vỏ quýt vậy làm sao? Tại vì em đang tập trung là anh vẽ cái gì nên em thấy cái trái đó xong rồi em mới nhớ là trái anh hay à, em hay ơi, anh vừa vẽ cái vòng tròn có cái lá là em biết câu này rồi. Quả quýt dày có móng tay nhọn. Và đó là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Và đội Bảo Lâm và Mỹ Nhân đã mang về thêm một điểm nữa. Xin chúc mừng chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt của đội Buka và Tú Hảo. Em thứ số 1. Trời. Khó vậy. Đây là một tác phẩm cải lương nổi tiếng. Trời. Có biết gì nhiều về cải lương không? Không biết. Cải lương nổi tiếng nha. Trời ơi, tôi biết luôn rồi đó. Bốn từ đúng không? Đúng rồi, bốn từ. Tăng, 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 tăng. Chị không biết vẽ sao luôn á. Ủa cái gì vậy? Tăng, 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 thuyền gì hả? Tăng, 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 tăng. Anh Đơn đúng không ca? Đúng rồi á. Cầu, cầu, cầu. Tăng, 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 tăng. Tụi cái lương nào có cầu? Cái lương thì là có cầu ta. Cầu nè. Cầu ông Lãnh. Thế ba, cải lương mà cầu ông Lãnh. Ơi. Cầu. Đó. Cầu gì vậy ta? Cầu gì ta? Cái đó là gì vậy? Bánh xe đó, như bánh xe đó. Lật lên. Đẩy. Ôi, đẩy xe. Gạo. Đẩy xe đúng không? Hai dạ. Câu xe. À dệt. Dạ. Cầu lụa. Cầu lụa. Cái gì cầu gì dệt? Đi qua cầu. Cầu dệt gì lũa. Mà lụa ta? Dệt lụa cầu gì? Đúng rồi đó. Không biết. Rồi quay tơ dưới cái gì trăng mơ mà. Cầu gì ạ? Bên cầu dệt lụa. Trời ơi. Và đáp án chính xác là bên cầu dệt lụa.
Và thật xui ghê, đội chúng tôi không đem về được điểm nào ở lượt này. Quá xui. Giờ là lượt. Lượt cuối cùng ạ. Xin mời. Xin mời hai bạn cùng lên chọn đúng một từ khóa và cùng vẽ. Đây là một món ăn rất hấp dẫn gồm có 5 từ. Trời ơi, không biết vẽ luôn á. Bún đậu mắm tôm, heo. Heo sữa quay. Heo quay, heo nướng mọi. Heo. À, thịt kho hộp vịt. Heo. Cho em coi lại được. Thôi. Hoa. Lỗ tay heo. Lỗ heo ngâm giấm. Lỗ tay heo, mũi heo, đầu heo, mặt heo. Mấy từ? 5 từ. Tai heo. Heo sụa, heo. Heo. Bánh bao. Vậy cái gì vậy? Heo cái hoa, bao hả? Heo hương, heo bay, heo nướng. Bánh bao. Heo bánh... nướng tiếp. Heo, heo sụa quay bánh bao. Đúng. Nhưng mà em không biết vẽ sao nữa được. Em hỏi bánh bao nè. Em vậy giống có bánh bao hoàng bán lắm rồi đó mà anh không nhận ra. Trời ơi. Và đáp án chính xác là heo sữa quay bánh bao. Và tổng kết vòng 2 này, đội của Tú Hảo và Buka đã đem về cho đội mình 3 điểm. Xin chúc mừng. Tổng kết ở 2 vòng thì đội của Tú Hảo và Buka đã giành được 6 điểm. Ở lượt này đội Lâm và Mỹ Nhân sẽ mang về là 2 điểm. Và tổng 2 vòng là 3 điểm. Nghĩa với việc là Tú Hảo sẽ bước tiếp vào vòng đặc biệt của Ngạc Nhiên Chưa. Còn bây giờ chúng ta sẽ chia tay với Mỹ Nhân. Cảm ơn mọi người. Thật ra em với Hảo là xác định là dù ai vô thì cũng chia đôi số tiền rồi. Có không? Sao đâu mọi người. Có tụi mà. Em chơi với tâm lý rất là vui vẻ. Không. Tại tâm lý của mấy người mà có gia đình rồi hay chia rồi vậy lắm. Em không chia. Tiền cả tiền sữa. Đúng rồi đó. Đi hay chia lắm chứ em không có gì. Em độc thân nên em tự một mình. Vậy thôi là đủ hiểu là hai bạn thân nhau như thế nào rồi. Thôi được rồi. Bây giờ chúng ta không chần chờ nữa. Chúng ta sẽ bước đến vòng đặc biệt của chương trình. Ngạc nhiên chưa? Chào mừng các bạn đang quay trở lại với dòng đặc biệt của Ngạc nhiên chưa. Và dòng này được mang tên là Hãy nghe tôi nói. Phần đặc biệt Hãy nghe tôi nói. Trong vòng 2 phút, người chơi sẽ tiến hành cược điểm, ít nhất là 1 điểm, cao nhất là tổng điểm mình đang có. Nhiệm vụ của khách mời là phải đeo tai nghe và đoán được các cụm từ do đội trưởng mình thể hiện. Đoán đúng 5 cụm từ, giữ nguyên số điểm đặt cược. Đoán đúng 7 cụm từ, nhân đôi số điểm đặt cược. Đoán đúng 10 cụm từ, nhân 3 số điểm đặt cược. Đoán đúng 15 cụm từ, nhân 4 số điểm đặt cược. Ở vòng này em được 6 điểm. Vậy bây giờ không biết là em đặt cược như thế nào? Cho hết mình đi Hana. Hết mình luôn. Bây giờ đâu còn gì để mất nữa đâu đúng không? Còn chứ. Còn nhiều thứ để mất lắm. Em chưa có chồng nữa. Em chưa có chồng nữa. Chị. Trong đó có chị nữa, phải một trời mình ơi. Em. Trời ý là mình cũng phải giữ của giữ tiền cho mình hiểu không? Cũng là người tổn thương hay làm tổn thương người khác. Đúng rồi anh. Bây giờ em có 6 điểm thì em cược nửa số điểm của em đang có đi. 3 điểm. 3 điểm. Nhiều quá. Ủa nhiều hả vậy? Cho được mà. Ôi, trò chơi này khó lắm. Chị cũng không có tự tin vào cái giọng nói của chị nữa. Cái giọng này chị gần quá vậy. Chị chơi cái đội em lung lay quá. Vậy thì em hai thôi. Hai đi, hai điểm. Hai điểm. Em đã sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng. Vậy bây giờ anh và em hãy tiến lên bục sân khấu kìa. Xin mời. Bukai, giọng em đã sẵn sàng chưa? Dạ, em đang sẵn sàng ạ. Em phải bắn một cái nút la thứ coi. Anh đang nói gì vậy? Em nghe không? Chắc em thua đó. Hả? Ừ, là không nghe rồi đó. Giờ giờ thời gian của em. Mà sao okay không nghe mà hay hỏi vậy? Ok chưa? Ok, thời gian bắt đầu. Đừng lo lắng. Đừng lo lắng. Từng. Đừng. 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 Lo. Lo lắng. Đừng no. Lo lắng. Đừng lo lắng. Đừng lo sợ. Lắng. Lắng. Đừng lo lắng. Hãy lắng nghe. Hãy lắng nghe. Hãy. Hãy lắng nghe. Lắng nghe. Đừng lo lắng. Đừng. Đừng lo lắng. Hãy lắng nghe. Hãy. Lắng nghe. Hãy. Lắng nghe. Lắng nghe. Lắng. Hãy.
hãy lắng nghe. Yeah yeah yeah. Đừng lo lắng, hãy lắng nghe. Yeah. Mình nghĩ đoán được không? Mình nghĩ đoán được không? Nghĩ. Mình nghĩ đoán. 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 Được không? Được không? Đọc lại hết. Đừng lo lắng. Không, không, bỏ không kìa. Mình nghĩ đoán được không? Đúng rồi. Phim hỏng rồi. Phim hỏng rồi. Nghiêm trọng rồi. Phim hỏng. Viêm hỏng. Viêm hỏng. Viêm hỏng. Viêm hỏng rồi. Viêm evidence. Viêm hỏng. Viêm hỏng rồi. Viêm hỏng rồi. Rồi. Đáng lẽ giùm đi. Đáng lẽ giùm đi. Hả? Viêm hỏng rồi. Đáng lẽ giùm đi. Viêm hỏng rồi. Viêm hỏng rồi. Đoán. Đoán lẹ. Lẹ lẹ. Lẹ. Giùm đi. Giùm đi. Viêm hỏng rồi. À, đoán lẹ giùm đi. Đúng rồi. Trứng muối. Trứng muối hả? Trứng muối. Ăn. Ăn ngon. Đập đuối. Trứng muối. Ăn ngon. Trứng muối. Ăn ăn. 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 Ngon. 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 Đập đuối. Đắm đuối. Đắm đuối. Đắm đuối. Đắm đuối. Rồi đọc lại. Trứng muối. Ăn ngon đắm đuối. Đúng rồi. Tiếp. Bánh canh. Bánh canh. Bánh canh giò. Bánh canh giò. Bánh canh. Bánh bánh canh. Bánh canh giò. Giò. Cẳng. Giò. Giò. Bánh bánh canh giò. Ăn trên đò. Ăn. Ủa sao chị? Ăn bánh canh giò. Ăn trên đò. Ăn đọc cho nhanh giùm em đi ạ, là chị. Bánh canh giò ăn trên đò. Đúng rồi, xin cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Sau thời gian rất là gấp rút thì Buka cũng như là Hảo đã mang về 4 cụm từ đúng. Xin chia buồn cùng các bạn. Chia buồn. Mời em. Bánh canh giò thì người ta có món bánh canh giò, bánh canh cẳng là gì? Bánh canh cẳng là gì thì đâu có em biết đâu, chị vô lên thì em không lẽ bánh canh cẳng heo nghe ghê ha. Tự nhiên cái này cái giò của chị tự nhiên kêu cái cẳng, chị phải con cuốn đâu mà kêu cái cẳng. Kêu cẳng hoặc là chân đó, em chưa kịp nói nữa. Như vậy là em đã mất cái số điểm đặt cược của mình. Hồi nãy là em được 6 điểm, dạ. Em cược 2 điểm, bây giờ em còn 4 điểm. Dạ. Vậy tổng em mang về cho mình là 4 triệu đồng, xin chúc mừng Thú Hảo. Cảm ơn em rất là nhiều, ngày hôm nay chú rất là nhiệt tình, rất là dễ thương. Và cảm ơn Buka luôn nha, đã hỗ trợ anh trong cái vòng này. Dạ, để tận tiền anh nhắc luôn cái đoạn cuối được không, giọng em khàn. Và cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều đã yêu thương cũng như ủng hộ chương trình của chúng tôi. Và chương trình chúng tôi được phát sóng vào lúc 19 giờ tối thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Thứ bảy, chương trình cho đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp của công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Chứ bây giờ thời gian đã hết rồi, chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.